Còn đây là cái đơn của chú Tâm. Chú Tâm ở Bạc Liêu luôn các bạn ơi. Chú này thì chú đặt mình hai cây vàng lá trung, hai cây mỹ hồng, hai cây trắng và hai cây mỹ đỏ. Tất cả thì mình đã cho vào thùng. Vàng lá trung này vàng tươi rất là đẹp nha các bạn. Tổng cộng của chú là 8 cây. Mình đã đóng thùng xong. Đây là cái đơn thứ hai. Và tiếp theo là cái đơn hàng thứ ba. Cái đơn hàng này là của anh ở Đồng Nai nha các bạn. Anh ở Đồng Nai. Thì đơn hàng của anh là 10 cây trang màu hồng phấn, 5 cây tím sen, 5 cây màu cam và 1 cây cẩm thạch lớn. Tiếp theo là đơn hàng của anh Hải ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Anh đặt hàng là gồm 1 cây trang trắng lá chung. Cây trắng lá chung đây. Cái này màu trắng này các bạn. 1 cây mỹ hồng. Đây mỹ hồng của mình đây. Và 1 cây cẩm thạch. Cẩm thạch mình đã gói vào đây. Đây lá cẩm thạch. Mình lấy giấy lại tại nó nhỏ. Tổng cộng là 3 cây của anh Hải ở Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Để vào đây. Rồi, xong một đơn hàng thứ tư. Đây là cây màu tím sen, một cốt các bạn. Đây là tới lớp cây tím sen một cốt. Còn cái này là cây màu hồng phấn một cốt. Rồi còn đây là cây màu cam, hay còn gọi là màu ngói đó các bạn, hoặc là màu cà rốt, cũng một cốt. Rồi cuối cùng là cái đơn hàng này là cây cẩm thạch, cuối cùng nó là đủ cây cẩm thạch lớn này nha các bạn. Rồi, đóng nắp thùng lại là xong một đơn hàng của chú Thắng. Rồi, để con lấy bằng keo. Rồi, xong một đơn hàng. Rồi, mình kết thúc video ở đây.
Kính chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.